Cho tới giờ phút này thì phải nói là chúng tôi đã hoàn tất cái ca mổ tách dính song sinh cực kỳ hiếm này. Hai bé an toàn qua cái cuộc phẫu thuật, mọi cái sinh hiệu của bé đều ổn định và tất cả mọi cái diễn tiến đều là thuận lợi trong cái cuộc phẫu thuật. Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi sẽ được phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa, tiết niệu sau 3 tháng nữa. Đồng thời, cặp song sinh này sẽ được theo dõi sức khỏe cho đến năm 18 tuổi. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Di động Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại các dấu hiệu sinh tồn của hai bé ổn định. Tuy nhiên, quá trình hồi sức và phục hồi của hai bé còn là một chặng đường dài. Cứ 12 tiếng, các y bác sĩ sẽ họp giao ban về tình hình sức khỏe của cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi. Hiện hai bé được truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Trong quá trình phẫu thuật, hai bé tiếp tục được hồi sức ổn định hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, chăm sóc vết mổ. Sau 3 tháng nữa, hai bé sẽ được phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa, tiết niệu. Mặt khác, các bé cũng còn quá trình tập vật lý trị liệu lâu dài. Cái quá trình điều trị của bé là một quá trình điều trị lâu dài. Trước mắt là trong cái giai đoạn hồi sức này, trải qua một cuộc mổ dài như vậy thì có quá trình hồi sức về nhiễm trùng sau mổ, về tất cả những cái điều biến cố có thể xảy ra, thì đó là cái điều mà chúng tôi phải lưu ý. Đó là cái thời hồi sức ngắn, nhưng mà trong cái giai đoạn sau đó thì tiếp tục, như các anh chị biết là để tái tạo cái đường tiêu hóa, tái tạo đường tiết niệu, để khép lại khung chậu, thì các bé vẫn hiện giờ vẫn có hậu môn tạm, được dẫn lưu bằng quang ra da, thì tất cả những cái đó thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lại trong vòng 3 tháng nữa, khoảng 3 tháng, cống dẫn lưu thì rút trong vòng 1 tuần, còn các cái đường tiêu hóa thì sẽ đóng lại khung tạm sau 3 tháng nữa. Thì đó là cái dự đi cái hậu phẫu ngắn. Còn trong cái điều kiện dài hơn là chúng tôi sẽ phải tập vật lý trị liệu, điều chỉnh như thế nào để cho bé còn mới 13 tháng, bé còn lớn lên, còn đi lại, và một cái tương lai dài nữa, đây là hai bé gái, còn cái chuyện là sinh con đẻ cái về sau nữa. Do đó cái này chúng tôi cả một cái quá trình tiếp tục theo dõi và điều trị cho bé tới lúc 18 tuổi, khi mà cái bé trưởng thành. Trước đó, như truyền hình Báo Thanh Niên đã đưa tin, hai bé là con của sản phụ 25 tuổi ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, mang thai lần đầu, sinh ngày 7 tháng 6 năm 2019 tại Bệnh viện Hùng Vương. Cặp song sinh được xác định dính nhau vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, một hậu môn. Theo đánh giá của hội đồng hội chẩn, đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với bốn chân tách rời theo kiểu Ischigopagus tetrapus cực kỳ hiếm gặp. Theo ước tính trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1 trên 200.000 trẻ sinh sống. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau kiểu Ischigopagus tetrapus. Ca phẫu thuật huy động sự tham gia của 93 y bác sĩ, nhân viên y tế thành phố Hồ Chí Minh. Đến gần 19 giờ tối 15 tháng 7, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền kéo dài hơn 13 giờ, thành công tốt đẹp. Đó là cái giây phút mà gia đình đã chờ đợi rất là lâu rồi. Tất cả thế thì tổ chức đều không mất máu, chỉ đến cái phần lục xương, thì bất cứ nơi nào mà đã lục xương thì nó đều mất máu. Mình sẽ cố gắng giới hạn tối đa, không một phẫu thuật viên nào có đẻ phúc như phẫu thuật viên Nhi, bởi vì khi cứu được các cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo là cứu được cả một cuộc đời dài 6-7 chục năm, với rất là cảm ý nghĩa.